Anh em một cái dòng Hà Châu, dòng đọt siêu đỏ quý anh em. Dòng này cũng dòng sen nha quý anh em. Rồi, sen lá kim, đọt đỏ rất là đẹp nha quý anh em. Đây, em gọi lấy chút lá rí nha quý anh em. Sen lá rí lá kim đó. Cái dây này là cây riêng nhưng bản không ghép nha quý anh em. Riêng nhưng bản không ghép ha. Cái bộ đế rễ này. Cái này thì sau này mình phải cưa bỏ nha quý anh em. Bị trước để cái rễ này nó đeo lại này nó bị đứt rồi quý anh em. Chuột hay gì nó vô nó đào sâu nó ăn á. Đứt còn ngay cái lỗ, cái này là cái lỗ nó ôm cục đá hay sao đó quý anh em. Người ta lấy cục đá ra đây. Này ha. Nó không phải lỗ bọng nha quý anh em, không phải lỗ bọng, nó là chỉ là cái lỗ thôi, lỗ của rễ thôi. Nó rồi nó đang rễ nhau nó dính nè, mình cắt lại bỏ nè. Cái cây này thì hoàn thân của nó 30 nha quý anh em. À, tròn 30 nha. Cây này là cây zin nguyên bản, không ghép gọt nha quý anh em. Cây zin á. Đó, quay cảnh nó thành phẩm hết rồi. Cái này là hàng sân vườn nha quý anh em. Để quay cho quý anh em ha. Đây là hàng sân vườn, hàng thuật sân vườn quý anh em. Anh em nhu cầu alo ha. Tính từ chiều cao thì bay vô đây lên là khoảng 1m3 nha quý anh em. Tính tàn bay của nó ra đây cũng 1m rưỡi anh em ha. Thân nó rất là lớn luôn. Những cái chi chốt này là riêng hết nha quý anh em. Cái này cây riêng nguyên bản, không ghép không gì hết. Anh em nhu cầu nhớ ý sở hữu alo. Hôm nay trời gió bão, quay video cho anh em xem. À, anh em thấy không? Tây tán ta làm chuẩn hết rồi quý anh em. Chuẩn cho quý anh em hết rồi ha. Chưa, chuẩn hết. Thì ai yêu rẻ tác phẩm này nha quý anh em. Cây dáng hiền rất là đẹp nha quý anh em. Đâu xin lỗi quý anh em, cây dáng siêu rất là đẹp nha quý anh em. Siêu ha. Nó nằm trong chậu 90 nha quý anh em. 90 ép là đắp cây Yama này, chỉ có đang hoàn thiện về tay chi, và đang tay chi thì cũng đã lớn bằng cái ngón tay hết rồi nè, nhưng mà đang nuôi thêm một cái chi tử này nữa để cho cái bộ form tàn nó lớn hơn, nó bự hơn thì đang nuôi chi tử thôi. Đây, chỉ còn tay chi chơi thì được cái dòng hoàn thiện hết. Đây anh em coi nè, cái dòng form của nó nè. Đây thì anh em mình yêu cái tác phẩm này, alo với số điện thoại Zalo 0932411987 cho quý anh em. Đây, để quay cho quý anh em xem ha, xem. Rồi, cảm ơn quý anh em rất nhiều nha. Anh em cần những cái cây sân vườn đó thôi. Với số điện thoại Zalo 0932411987 nha quý anh em. Rất là duyên. Này quá gió luôn quý anh em. Gió ghê quý anh em. Gió rất là mạnh luôn.